Xin chào tất cả anh em Chúng ta chỉ còn có một đêm nay nữa thôi Để đi cùng với trái bóng tròn của Euro 2020 Một giải đấu có thể nói là cực kỳ ấn tượng Rất đáng nhớ trong suốt cả một tháng qua Một tháng mà chúng ta sống bóng đá, ăn bóng đá Và ngủ cũng cả với bóng đá luôn Phải nói rằng đó là một cái sự kiện rất là khó quên Rất là đáng nhớ Rất là một kỷ niệm rất là lớn đối với những người yêu bóng đá Và cũng chưa có bao giờ trong nhiều năm qua thì một trận chung kết giữa đội tuyển Ý và đội tuyển Anh lại có uh, nhiều tranh cãi đến như vậy uh, cho cái uh, đối thủ một ứng cử viên lớn uh, cho chiếc vô địch. Uh, thực ra thì cho đến trước cái Euro lần này uh, thì đội tuyển Anh cũng đã được uh, kỳ vọng rằng họ sẽ là một trong những đội bóng sẽ lọt vào sâu và làm nên một điều gì đó khi mà cái lộ trình thi đấu của họ uh, có rất là nhiều thuận lợi. Uh, ba trận đấu vòng bảng uh, trên sân nhà rồi nếu như vượt qua được vòng tứ kết thì cũng sẽ lại có những trận đấu trên sân nhà ở vòng bán kết và chung kết như chúng ta đã thấy thực tế đội tuyển anh trong những ngày qua không được nhiều người yêu mến đó là một sự thật và sau cái sự kiện mà họ vượt qua đội tuyển đan mạch ở vòng bán kết bằng một quả penalty có quá nhiều sự tranh cãi thì tỷ lệ người không thích đội tuyển anh lại càng nhiều lên đây là một thực tế cũng không thể tránh khỏi Uh, nhất là với những fan trung lập và đó là chưa kể đến những fan uh, của bóng đá ý của đội tuyển ý uh, năm nay thì có một cái điều đặc biệt là đội tuyển ý một đội bóng mà trước đây luôn đem đến cho chúng ta một cái cảm giác rằng họ uh, là đội bóng thực dụng họ là đội bóng chơi nhiều toan tính họ là đội bóng mà chỉ cần thắng một không thôi thì có thể khiến cho đối thủ uh, của họ một là rất là khó để có thể gỡ và có thể là buồn nản uh, trong cái việc mà gặp phải một đối thủ già dơ đến như vậy nhưng uh, hình ảnh của họ ở cái euro lần này là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với một thứ bóng đá uh, tốc độ thể lực giàu sức mạnh uh, giàu tính cống hiến nữa chắc chắn là như thế bởi vì là tấn công nhiều thì rõ ràng là nhiều tính cống hiến và bàn thắng cũng vì thế mà tăng lên trong những lần mà đội tuyển ý ra sân uh, thực sự thì cái màu xanh đấy màu xanh của azuri đấy là một màu xanh rất là mát mắt ở kỳ Euro năm nay họ đã tạo ra được những dấu ấn lớn và đối thủ của đội tuyển ý là đội tuyển anh vốn không được đánh giá cao vốn không được gọi là đề cao cái cái, cái ở qua những cái màn trình diễn vừa rồi thì tất nhiên lại càng bị ghét hơn thêm một yếu tố đó là việc là đội tuyển đan mạch một đội bóng mà thua hai trận đầu tiên vẫn đi tới trận phòng bán kết của năm nay bằng một thứ bóng đá kể cả thắng hay thua thì đều là đầy cái 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 chất hiệp sĩ một cái điều mà đáng lẽ ra người ta vẫn thường liên tưởng đến nước Anh liên quan đến những câu chuyện của nước Anh như thời Ivan chẳng hạn đúng không? Thế nhưng mà nó lại đến nhìn tới từ Đan Mạch và cái 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 sự gọi là nhiệt huyết cái sự đoàn kết cái kết quả thi đấu của đội tuyển Đan Mạch. Ờ, thì nó đem lại cho rất nhiều người cảm hứng về một kỳ Euro đã từng là bất ngờ lớn của chính giải đấu này vào năm 1992 với thế hệ của Peter Schmeichel. Bây giờ thì Casper Schmeichel cũng chẳng hề trẻ nữa, cũng đã lớn lắm rồi, 35 tuổi chứ còn trẻ gì nữa. Ờ, nhưng đã có được một cái cái, cái 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 lần ghi nhận để lại dấu ấn không hề thua kém bao nhiêu so với thế hệ của cha mình. Bởi vì số lượng trận đấu rõ ràng đội tuyển Đan Mạch ở cái Euro 2020 này là không hề thua kém. Không hề thua kém và thậm chí còn là nhiều hơn so với thế hệ của của bố mình vì thời ông Peter ấy, ông ấy đá là có 3 trận vòng bảng, một trận bán kết và một trận chung kết thôi còn 5 trận. Còn với đội Đan Mạch của Casper thì đến trận bán kết vừa rồi là trận thứ 6 rồi đấy, đã nhiều hơn một trận và đã gần như chạm được vào ngưỡng của trận chung kết rồi nếu như có thua thì chúng ta cũng nên hiểu đây là cái thua uh, của một trận bóng đá uh, bình thường một cái quyết định của một trọng tài nó là một phần của trận đấu uh, nó không phải là lỗi của đội thắng chắc chắn là như vậy uh, có những cái thuyết âm mưu rằng là bảo rằng là ai đó đã chuẩn bị cho uh, đội tuyển Anh một cái một cái lộ trình rồi những cái chi tiết như kiểu một cái quyết định thổi penalty chẳng hạn đấy chỉ là thuyết âm mưu uh, tôi tin rằng uh, bóng đá cho dù có hay không có cái chuyện thuyết âm mưu thì nó vẫn phải được tôn trọng bởi vì những cái quyết định có thể không phải là những quyết định thật sự là là chính xác đến 100%. Đó là một phần của bóng đá mà. Thế nên đội tuyển Anh có bị ghét đầu tiên có lẽ là vì những đối thủ của họ. Đầu tiên là đội mà họ đã vượt qua là đội tuyển Đan Mạch vốn được yêu từ cái sự kiện của Edison, từ cái hình ảnh của sân Parken, từ cái cách mà họ vùng lên và chơi có thể nói là đầy nhiệt huyết ở rất nhiều những trận đấu trong đó có cả những trận thua ở vòng bảng rồi những gì mà chúng ta đã thấy ở vòng chặng uh, đường đã qua kể cả cái việc mà họ trở thành đội đầu tiên chọc thủng lưới đội tuyển Anh bằng một quả đá phạt đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến này của Euro có lẽ cũng là một lý do khiến cho đội tuyển Anh vì thế mà bị ghét hơn có lẽ là như vậy ở đời đôi khi là thế này là đối thủ của cái cái anh gọi là tốt ấy thì thành ra mình lại bị nhìn ở góc độ là không tốt nó đơn giản là như vậy đầu tiên là đan mạch đúng không sau đó là đội tuyển ý đội tuyển ý và lúc này là đội tuyển ý nó nó không phải là một đội tuyển ý nó xù xì như những gì mà chúng ta thường thấy ở trong quá khứ nó không không gọi là, là, là làm cho chúng ta cảm thấy rằng là là xem họ chán lắm không xem ý năm nay thực sự là thích mắt Thế thì bây giờ làm đối thủ của đội tuyển Ý, những fan của bóng đá Ý tự nhiên lại có rất là nhiều những cái cơ hội để ngoài là tôn vinh của đội bóng mình lên. Và đây là cái điều mà tôi thực sự là muốn có một điều rất muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn hãy yêu bóng đá bằng tất cả cái tình yêu của những người mà tôn trọng những 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 cái nhân vật đang chơi trên sân, những người đóng góp cho cái sự thành công, cái cái giá trị của cái trò chơi này. Tất nhiên những cái hành động xấu thì không chẳng bao giờ được ghi nhận và được tôn vinh cả. Nhưng tất cả những người đã ra sân, đã làm góp phần đem đến cho chúng ta cái niềm vui của một cái trò chơi ấy, thì chúng ta cần phải được ghi nhận. À, tôi yêu gọi là Pele và những đối thủ của ông ấy như nhau tôi nhìn messi và ronaldo là như nhau cho dù uh, nếu cần phải phân tích thì đương nhiên chúng ta sẽ phân tích được là messi là, là giỏi cái gì và có hạn chế cái gì hoặc là ronaldo ở chiều ngược lại đúng không ạ nhưng ở góc độ là những người cống hiến thì ronaldo và messi là như nhau chúng ta đừng nên chỉ là fan của messi để nói những điều không hay về ronaldo và ngược lại nói những điều cực kỳ tốt đẹp về ronaldo nếu như chúng ta là fan của ronaldo và không uh, coi messi là một nhân cách lớn là một cầu thủ lớn của nó thế giới chính vì vậy mà với cái câu chuyện này, câu chuyện không thích đội tuyển Anh thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chỉ dừng lại ở cái chỗ là yêu đội uh, tuyển A hơn là đội tuyển B chứ nên không chỉ vì là yêu đội tuyển A quá mà lại dìm tất cả những gì được gọi là cống hiến, được gọi là những gì đã làm được uh, của của đội đối nghịch là đối thủ của đội bóng của mình thích uh, với đội tuyển Anh uh, quả thật là vấn đề nội tại của họ ở cái order này đó là tính thực dụng họ chơi uh, một cách uh, đơn giản đến mức có thể khiến cho chúng ta cảm nhận rằng họ không có nhu cầu uh, trình diễn không có nhu cầu đem đến chúng ta một cái một cái một cái là sự cống hiến nào có thể là như vậy thế nhưng uh, trong con mắt của tôi thì tôi nghĩ rằng uh, đây là một uh, một kết quả của một cái quá trình uh, với rất là nhiều những lý do trước hết đó là hơn 50 năm bóng đá anh không hề có bất cứ một trận chung kết nào ở một giải đấu lớn, không hề có một cái danh hiệu nào ở Euro hay World Cup kể từ cái trận chung kết và chức vô địch duy nhất của họ ở World Cup năm 1966. Đó là một quãng thời gian rất dài để để vượt qua được một cái quãng thời gian với rất nhiều những cái mất mát như thế. Trong khi vẫn có rất nhiều những thế hệ cầu thủ tài năng, rất nhiều những cầu thủ có tên tuổi và tên tuổi là tên tuổi thật, tên tuổi có chất lượng thật chứ không phải chỉ là tên tuổi theo kiểu mà được đẩy lên về mặt truyền thông. Đúng không ạ? Bởi vì là những Michael Owen, những Paul Gascoigne, những Frank Lampard, những Steven Gerrard, những David Beckham đó đều là những cái tên mà chúng ta đã từng yêu mến, đã từng dành cho họ sự tôn trọng. Vậy mà họ không hề có được bất cứ một cái danh hiệu nào trong suốt những năm đó. Thế thì đủ để hiểu được rằng là cái khát khao của những người yêu bóng đá anh những cổ động viên bóng đá anh những cầu thủ của anh là lớn như thế nào và họ cần phải tìm ra cho mình một con đường một giải pháp để tiến tới cái cái danh hiệu uh, có thể nói là đầu tiên trong nhiều năm rõ ràng là như vậy và đây là một cái cơ hội rất là lớn rồi từ năm 2018 thì đội tuyển Anh của Gareth Southgate đã giấu mình đã nói không với những gì được gọi là không hợp lý nhất với cái quá trình chuẩn bị của một đội bóng để hướng tới một kết quả tốt ở một giải đấu lớn họ không có sự gắn kết không có sự liên thông với truyền thông với mạng xã hội không có những cái câu chuyện ồn ào với vợ và bạn gái ở euro này cũng vậy thôi nói không với những cái gì nó gọi là thị phi tập trung nhiều hết nhiều nhất có thể cho cái câu chuyện chuyên môn đó là một việc mà Gareth Southgate đã làm được từ rất lâu cùng với thế hệ này và bây giờ cho đến lúc này ở Euro 2020 tôi nghĩ rằng là ông ấy một lần nữa thành công việc thứ hai là chuyên môn đội tuyển Anh thất bại rất là nhiều và đến ở World Cup 2018 với chính Gareth Southgate thì họ cũng đã thất bại thêm hai trận đấu một trận ở bán kết và một trận ở tranh ba tư trước đứng đối thủ cuối cùng thì điều gì xảy ra đó là những bài học về mặt chuyên môn bài học về mặt gọi là, là thực tế trên sân sân bóng và bây giờ là lúc mà đội tuyển anh đã đi từng bước từng bước một từ vòng bảng bị chê trách về cái câu chuyện mang tính trình diễn về mặt ý tưởng về mạch sử dụng con người nhưng càng đi thì họ càng trở nên nhuyễn hơn hợp lý hơn trong khi cái tính chặt chẽ vẫn được duy trì và như thế có nghĩa là họ đang có được một cái một cái phương pháp một cái một cái cái cách thực hiện cái con đường của họ hợp lý đi chứ. Bây giờ thử đặt cho chúng ta một cái mục tiêu rằng chúng ta phải vô địch SEA Games chẳng hạn như chính bóng đá Việt Nam chúng ta sau rất nhiều năm, hàng chục năm chúng ta không vô địch SEA Games. Thì nếu như con đường của chúng ta phải lựa chọn rằng là đóng cửa lại bỏ qua tất cả những cái câu chuyện bên ngoài bóng đá thì tập trung vào mỗi một chuyên môn này thì chúng ta uh, thấy vấn đề nó như thế nào? chắc chắn là phải ủng hộ chứ đúng không đấy là một việc việc thứ hai là nếu như chúng ta bỏ qua những cái 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 việc là chơi uh, gọi là trình diễn bỏ qua lối chơi tạm gọi là đẹp mắt đi để chơi thực dụng và đạt được mục đích thì cái điều đó chúng ta có phải ủng hộ không tất nhiên mọi sự so sánh là không bao giờ nó 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 nó, 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 nó đúng một trăm phần cả nó luôn luôn có khập khiễng nhưng chúng ta thử hình dung như thế khi mà chúng ta khát khao thì chúng ta phải lựa chọn một con đường chứ và con đường đấy nếu như là con đường hợp lý con đường đem đến sự hiệu quả thì buộc lòng người ta phải làm rõ ràng nếu như mà chúng ta nhìn kỹ lại thì đội tuyển anh đâu đã có được một cái lực lượng để hơn hẳn các đội bóng khác ở euro lần này đâu đặt lên bàn cân thì rõ ràng là đội tuyển pháp đội tuyển bỉ đúng không ạ thậm chí là đội tuyển đức và đội tuyển bồ đào nha những đội bóng đội bị loại sớm có những cái con người có chất lượng có những cái thứ mà được gọi là gai góc, được gọi là kinh nghiệm, được gọi là đẳng cấp hơn đội tuyển Anh rất nhiều chứ. Vậy thì họ đâu rồi? Họ đã về hết cả rồi. Đúng không? Mà trong khi đó thì đội tuyển Anh vẫn còn ngồi đây để cùng với một đội bóng khác là đội tuyển Ý một trong những đội bóng trình diễn một lối chơi cân bằng nhất, hợp lý nhất được đánh giá cao nhất lọt vào trận Chung kết. Tôi nghĩ rằng đây là một sự lựa chọn hợp lý để kết thúc cái Euro 2020 này. À, vậy nên nếu như có ai đó không thích đội tuyển Anh thì thực ra tôi cũng không cần phải thuyết phục các bạn rằng đây là cái việc mà điều là điều có nên hay không nên vấn đề các bạn cứ thích và không thích theo cái cảm nhận của mình nhưng tôi chỉ muốn có một cái sự giải thích đủ để hiểu rằng là mỗi đội bóng mỗi cá nhân mỗi tổ chức nào đó đều cũng phải có cái mục đích và phải có con đường của mình và cái điều đó nó có hợp hợp lý với họ là một và thứ hai là hợp lệ hợp luật với những cái quy định hay không luật chẳng có ai cấm họ làm việc đấy hợp lý rõ ràng họ đã đi đến cái 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 chặng đường cuối cùng rồi trận chung kết rồi và những kết quả vừa qua rõ ràng là những kết quả không hề tệ chút nào họ thủng lưới có đúng một bàn thôi và ghi bàn thì cũng không phải là kém. Càng vào sâu thì họ càng giải quyết được vấn đề của mình. Người ta bảo rằng là các đội bóng khác này còn có cái câu chuyện nọ kia. thì đội tuyển Anh cũng có vấn đề, nhưng cuối cùng thì những cái những cái vấn đề mà người ta lo lắng nhất, ví dụ trường hợp của Harry Kane chẳng hạn thì anh vẫn ghi bàn. À, những cầu thủ mà mọi người vẫn ghét đấy, ví dụ như là Raheem Sterling đấy thì anh ấy vẫn là người có đóng góp nhiều nhất. Anh ấy vẫn có những bàn thắng. Và cái tình huống đi bóng đó của anh ấy tôi dám chắc rằng đấy là một pha bóng mà 10 cầu thủ thì có đến 9 cầu thủ rưỡi cũng sẽ ngã không thể nói rằng đấy là một pha bóng mà anh ấy là ăn vạ tôi tin là như vậy bởi vì đấy là một pha bóng mà nó vẫn thường diễn ra trong bóng đá chúng ta chơi bóng chúng ta sẽ hiểu được tại sao người ta sẽ ngã đúng không ạ chưa kể câu chuyện là có kinh nghiệm có cái chất quái để mà cài đối phương hay không bỏ qua cái chuyện đấy đi nếu như chúng ta yêu thì chúng ta sẽ nói rằng đấy là tốt còn nếu như chúng ta gọi là không yêu chúng ta sẽ bảo là thế này thế kia tôi nghĩ rằng là không nên không nên gọi là đặt vấn đề nó quá cực đoan như vậy hãy hãy tôn trọng những cái gì nó đơn giản là bóng đá nhất vậy thôi à, và cái cuộc chơi này là cuộc chơi mà đội tuyển anh đã làm tất cả những cái gì có thể mà họ có được ở thời điểm này nên nhớ rằng các tiền vệ của họ các tiền vệ trung tâm ấy bạn thường nhìn mà xem các tiền vệ trung tâm của họ đâu phải là những tiền vệ mà luôn luôn nổi tiếng với lối chơi gọi là hào hoa lối chơi gọi là đẹp mắt đúng không họ là những người chạy chạy và chạy Vậy thì cách chơi của họ là như vậy là đảm bảo được cái nhiệm vụ mà huấn luyện viên giao cho họ yên tâm chắc chắn ở phía trước và chắc chắn trong trận đấu đối tới đây trận đá với đội tuyển Italia tới đây thì hàng tiền vệ đấy sẽ là một hàng tiền vệ tôi cho rằng sẽ phải chạy rất nhiều phải cố gắng rất nhiều nếu không họ sẽ là những người thất thế có thể nói là là là, là thất thế nặng nề thất thế lớn trong cuộc đọ sức với các tiền vệ của đội tuyển Italia Giorgino Verratti và Barella sức cũng có và sự tinh khôn khả năng xử lý khéo léo, khả năng uh, thể hiện được cái, cái cái những cái nhãn quan cũng như là cái cái khả năng kiểm soát bằng một lối chơi uh, vừa năng động vừa, vừa 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 thể lực và vừa có chất lượng cao hoàn toàn có thể là như vậy đội tuyển Ý tiền vệ của tiền tuyển Ý có thể thua hàng tiền vệ của đội tuyển Tây Ban Nha nhưng với đội tuyển Anh chắc chắn đội tiền vệ của đội tuyển Ý phải là những người chơi chơi hay hơn mà nói những cái chuyện chuyện này thì nói luôn về cái thế trận mà tôi hình dung về cái trận chung kết này Tôi nghĩ rằng là đội tuyển Ý sẽ trở lại với khả năng đá gọi là áp đặt chứ không hề gọi là lép vế như những gì mà họ đã từng trải qua trong 120 phút đá với đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng bán kết. Tây Ban Nha là một đẳng cấp rất là khác về khả năng giữ bóng. Tây Ban Nha cũng trưởng thành lên so với các trận đấu trước dưới bàn tay của Luis Enrique để khiến cho người Ý không thể đá trong toàn trận hầu hết các cái thời gian của trận đấu bằng một cái thứ bóng đá tạo áp lực tôi đã nghĩ đến cái việc mà người người tây ban nha tổ chức đá ma mà và thực sự thực tế là cái đá ma của họ là có thật nhưng cái đá ma đấy là cái đá ma nó tích cực nó đá ma đẩy lên phía trước và khiến cho người ý buộc lòng phải lui về đá phòng ngự một phần ba sân để chờ đợi những cơ hội phản công chỉ có điều rằng người ý ở trận đấu đấy họ thích ứng một cách phù hợp để rồi chính họ là người mở tỷ số chứ không phải là người tây ban nha đấy chính là cái cái hay của của roberto Mancini và cái trưởng thành cái hoàn thiện của đội tuyển italia ở cái euro lần này và trở lại với trận chung kết thì tôi nghĩ rằng là đội tuyển Ý sẽ không có cái sự thất thế đó so với người Tây Ban Nha đâu mà với người Anh họ sẽ lại nắm lại cái thế chủ động. Sẽ tạo ra được cái áp lực, sẽ tạo áp lực. Còn với đội tuyển Anh thì cái yếu tố cái ý tưởng chơi chắc chắn, nó chắc chắn nó sẽ phải phải là được phát huy nhiều hơn nữa. Họ sẽ phải đá ở đâu đó khoảng 30 40 m trở lại bên vào sân nhà. Với một hàng phòng ngự có chiều sâu chắc chắn là như thế phải đá như vậy để rồi có chủ động thì chủ động trong từng thời điểm một một hiệp đấu có thể có một hoặc hai thời điểm đội tuyển anh sẽ có sự tăng tốc và nếu như tăng tốc ở thời điểm nào mà có sự thành công thì sau đó sẽ trở lại với lối đá là lối đá gọi là phòng ngự lối đá gọi là có chiều sâu để tìm kiếm một kết quả an toàn cho phần sân nhà không thể có một cái sự bùng nổ nào đó đâu còn bùng nổ thì nó chỉ là hưng vấn cho khoảng 1 phút 2 phút thôi Nhưng cơ bản nhất vẫn phải là chắc chắn Cái ý tưởng chơi chắc chắn Chắc chắn nó sẽ đi cùng với Gareth Sogate Không có cái gì khác cả Từ trước đến nay họ vẫn đang như vậy Thì chẳng có lý do phải thay đổi Và nên nhớ cái bài học của sự thay đổi Là những cái bài học mà đã khiến cho rất nhiều những đội phải trả giá rồi Pep Guardiola ở trận chung kết UEFA Champions League à, mùa giải vừa rồi đi Didier Deschamps Vâng Cái ông huấn luyện viên vô địch thế giới đấy ông ấy đã thay đổi cái gì trong cái, cái trận đấu ở euro lần này chúng ta nhìn thấy rồi và đội tuyển pháp đã về sớm rồi thế nhưng cái khác biệt của những đội bóng đó có lẽ nó còn có thêm một chi tiết nữa đó là việc nhất là với đội tuyển pháp ấy, là cái sự no nê danh hiệu là cái sự thiếu đoàn kết thiếu tính tổ chức còn với hai đội bóng mà chúng ta sẽ theo, xem trong buổi tối ngày hôm nay thì nó lại là khác cả đội tuyển ý lẫn đội tuyển anh đều là những đội bóng rất khát khao rất cần một danh hiệu để khẳng định mình rất cần một chức vô địch, một chiếc cúp cho thế hệ của mình. Anh cũng thế và Ý cũng vậy. Ý thì thực ra là từ năm 2006 họ cũng còn có được một chiếc vô địch. Nhưng từ đó cũng đến lúc này thì cũng đã là tương đối lâu rồi. Cũng 15 năm rồi. Và quan trọng là Roberto Mancini, một người đã từng có phần hơi vô duyên với những giải đấu lớn trong màu áo của đội tuyển quốc gia thì cũng rất muốn thể hiện cái năng lực dẫn dắt của mình. Tất cả những yếu tố đó nó sẽ làm cho một cái cuộc đấu tranh nó rất là nó rất là hay rất là thú vị và tôi nghiêng về một kết một một tình huống là đội tuyển ý sẽ là người chủ động chơi chơi theo những gì mà họ nói áp lực tấn công tấn công nhiều tích cực giữ điểm với đội tuyển anh là cái sự nhấn nhá đá chắc nhấn nhá và chờ đợi cái thời cơ để bung ra nhưng cái bung ra đó của đội tuyển anh là không nên xem thường bởi vì nhìn saka đá nhìn ra đồn đá nhìn grilis đá đúng không ạ? Còn có thể có cả Foden nữa. Phương án nào của đội tuyển Anh? À còn chưa kể Rashford nhé. Rashford thì giải này thì cũng không có nhiều dấu ấn lắm, kể cả khi được vào sân. Nhưng quan trọng là trong tay áo của Garasoget có khá nhiều những quân bài và những quân bài đấy được xếp vào lúc nào, ở thời điểm nào là một điều mà không ai có thể đoán trước được. Hôm nay là trận là người này thì trận sau lại là người khác một loạt những sự thay đổi ở bên đặc biệt là bên chỗ cánh phải đấy và cánh phải là cái cánh mà chúng ta thử hình dung lại xem nhớ lại xem trận ở bán kết sau khi thua đan mạch ít phút thôi thì gần như là tức họ có hai đợt tấn công và cả hai đợt tấn công đều có thể dẫn đến bàn thắng chỉ có điều là họ chỉ thắng được cô bàn thôi cái, cái 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 cú thả bóng vào đấy harry uh, kane có thể lui lại để, để làm tường để thực hiện đường truyền sẻ con nách cũng có thể là người thực hiện những pha băng lên đó tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Saka là một giải pháp. Ra ờ... Sancho hoàn toàn có thể đá chính trận này chứ không phải là Saka nữa. Và còn Grealish, nhưng Grealish thì tôi không nghĩ rằng đó sẽ là ưu tiên số 1 cho các đội hình xuất phát ở trận chung kết. Nhưng với trường hợp của ra Sancho thì tại sao không? Câu chuyện hoàn toàn có thể. Saka đã chơi tốt nhưng chưa chắc đã đá trận đầu tiên thôi. Thế nên đó mới là sự khó lường của đội tuyển Anh và tôi nghĩ rằng ở trong tay áo của Rashford vẫn còn có những cái, cái 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 phép nào đó đủ để có thể tạo ra được một cái một cái sự khác biệt với cái trận đấu này về mặt kết quả à, thì tôi nghĩ rằng là khó à, nó có một cách biệt lớn có thể là như vậy không cần có một cách biệt lớn đâu bởi vì cái cái tính thực dụng à, cái 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 sự thận trọng cẩn trọng của các huấn luyện viên cho một trận chung kết một trận đấu quyết định danh hiệu một cái cái, cái cái điểm chốt cho cả một cái quá trình cho đến nay thì bây giờ euro với cả world cup thì vẫn đang được duy trì với cái nhịp là 4 năm một lần euro thậm chí là 5 năm một lần bởi vì covid 19 cả một thế hệ bao nhiêu năm mới được đá một trận cái trận đấu quan trọng này bây giờ lại bảo đá từng bừng khó lắm không khó tin đúng không thế thì phải đá chắc chắn thôi nhưng cái đá chắc chắn đấy là phải trên cơ sở là là cái, cái 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 chất nào mà họ vẫn đang duy trì trong cái thời gian vừa qua và khoảng cách có lẽ sẽ là không lớn đội bóng nào hay hơn chứ chưa chắc đã thắng trong trận đấu này thực sự là như vậy bóng đá đôi khi nó là may mắn may hơn thắng chứ chưa chắc là đội hay hơn đã thắng đó là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra và nói lại câu chuyện này thì các bạn cũng phải lưu ý chỗ là đừng nên phán xét câu chuyện là có xứng đáng hay không xứng đáng sau tiếng còi mãn cuộc đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn đội đấy chắc chắn là đội xứng đáng tôi tin là như vậy người thắng được quyền nói, được quyền đúng hết tất cả. The winner takes it all. Chắc chắn là như thế, làm gì có cái chuyện mà đội thua lại cứ bảo rằng là đáng lẽ thế này, đáng lẽ thế này, nếu thế này, nếu thế kia Thôi bây giờ những cái phân tích kiểu như thế thì có mà nói hết cả ngày cũng không bao giờ hết được Nếu anh A đến trước hoặc là nếu anh B đến trước, cái chuyện đấy là chuyện tất cả đều là là là, là, là giả giả định hết Thực tế trên sân là gì? Là người dứt điểm nhiều nhất, thành công nhất, kể cả đến quả loạt đá penalty Uh, khả năng dẫn đến loạt penalty tôi nghĩ rằng là hoàn toàn cũng có thể xảy ra uh, trong trận đấu này nhưng uh, tôi vẫn uh, hơi nghiêng uh, về uh, phần thắng chỉ là một bàn uh, cho một đội thôi uh, trong uh, thời gian thi đấu có lẽ là 90 phút khả năng nào cũng có thể xảy ra phải nói là là rất là khó đoán khó lường cho cái cái cặp đấu này nhưng uh, thôi bây giờ nếu cần buộc phải lựa chọn thì tôi sẽ lựa chọn uh, có một chiến thắng mong manh một bàn thôi dành đội cho đội chủ nhà đội tuyển anh ờ, có thể các bạn thích đội tuyển lý sẽ không thích điều này tất nhiên đây là câu chuyện mà sau khi phân tích tất cả những yếu tố thì chúng ta cứ thấy rằng là mặc dù đưa lên cân tiểu ly rồi thì mỗi đội đều thấy rằng đội nào cũng cân cả bây giờ chỉ còn lại là câu chuyện là có may mắn hay không may mắn và một chút tình cảm của những người uh, gọi là theo dõi thôi Ừ, chúng ta nếu như bây giờ là đặt đội tuyển Việt Nam ở đây thì chẳng có lý do gì chúng ta không gọi là yêu đội tuyển Việt Nam cả đúng không ạ nhưng mà đây là một chúng ta với vai trò của những người trung lập chúng ta yêu thích đội bóng nào chúng ta có thể cho họ thêm một 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 một, một niềm hy vọng một sự lựa chọn và tôi thì tôi có lẽ chọn đội tuyển Anh đội tuyển Anh là đội bóng mà nhìn chung ở cái giải đấu này tôi nghĩ rằng là họ có một cái gì đó may mắn Uh, có thể làm được cái điều rằng là sẽ uh, lên ngôi uh, sau rất nhiều năm họ cũng có được một cái đỉnh cao. Còn đội tuyển Ý cũng rất hay, rất hay và họ cũng có một cái vóc dáng của một nhà vô địch. Thực sự là như vậy, họ cũng rất xứng đáng nếu như họ chiến thắng trong trận đấu này. Uh, nhưng uh tôi nghiêng về chút đội tuyển tuyển anh thôi phải phải chăng đó là là cái 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 thế cái vận nó đến đó như vậy còn máy tính là lựa chọn đội tuyển ý đấy nhưng mà tôi thì tôi nghĩ ngược so với máy tính vì con người đôi khi có cái sự cảm tính của con người và cái cảm tính đấy có thể đúng có thể sai nhưng quan trọng nhất là uh, mình đã nói lên cái suy nghĩ của mình uh, hy vọng rằng là những uh, chương trình của uh, tôi uh, trong uh, suốt cả một tháng vừa qua đã đi cùng với anh em đã có được một cái sự chia sẻ để giúp cho anh em có những cái ngày thưởng thức bóng đá nó thêm phần thú vị và chúng ta sẽ còn cùng đồng hành với nhau để đi đến rất là nhiều những cái sự kiện khác của bóng đá Việt Nam cũng như bóng đá thế giới năm 2021 này là một năm mà chúng ta còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn cùng với dịch Covid-19 nhưng vẫn còn đó những niềm vui với bóng đá và tôi tin rằng là chúng ta sẽ còn có rất nhiều điều để có thể nói với nhau rất nhiều những khoảnh khắc thú vị để chia sẻ cùng nhau. Xin chào tất cả anh em. Kênh truyền hình SCTV6 phim 360 hoàn toàn mới.